Thưa quý vị các bạn, cho các bạn xem đây là mẻ tơi gỗ từ trên đỉnh đồi đồi cao xuống này. Đây là cái hệ thống chắn để tránh gỗ lao ngược lại. Không, nhưng mà cái là sợ bully nó không chịu được ấy. Để bully sợ không chịu được. Đấy, khoảng cách khá xa các bạn nhé. Đây là góc nhìn xa. Đống gỗ rất là mờ các bạn nhé. Đấy, từ vùng núi rất cao này. Đường cát sẽ được đi thẳng rồi xuống đây. Đấy, xuống đến cái mô đất dưới kia. Đỏ đỏ kia. Này chung ở bên nhà. Đặt chưa? Đây là cái rãnh nó cày. Đây là cái chăn. Đây khá xa từ trên cái đỉnh đồi kia. Nào rào chắn để bảo vệ. Thế ơi! Mà nhất thải hả cả? Thải được không? Nhất thải cho vào cái... Nhất thải cho anh mới đâu. Đấy, đang xuống nghe tiếng rào rào. Đang đến tận đỉnh đồi. Cùng người to đấy, nặng đấy. Nhìn nó. Mày đốt xe đi. Lúc mày mà dẫn. Biết rồi, cái lúc mày thế à. Mày đốt xe. Thank you.
rồi đúng rồi đã kỹ thuật rồi mấy cái xuống ấy. Đây đẩy nuôi ra ra. Hết rồi. Thank you.
Chuẩn bị nhá. Đi đây. Quá hiệu quả.
Được đấy, đặt cái giảm kia bằng cái lốp kia là chuẩn đấy. Giảm bằng lốp kia chuẩn đấy. Chơi ở ba hồi thì những tôi các bạn ăn toàn luôn luôn. Tần ấy đậm nào mê gái mà không biết thì họ đi tần quả cái gì này khám nhanh nha 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 Bơi mơ, nhất đổ nhất vào mà, tới từ bùi lý vai không nó nổ. Như thế tụi nhất, trái nhất này. Có nhốt lên 5 vai rồi nhé. Cái này có mỡ bò hả nhỉ? Mỡ khô. Mỡ khô nó có gì? Nó không đủ rồi, nó có. Rồi. Đấy cả dân người ta đi lại bên dưới à. Nhìn lại quay có thu về gần được không? Nó nhanh quá, sẽ theo kịp vậy. Nhìn nữa.
Bây giờ chưa, nó cứ bảo cứ thả đi, chưa không có nó vẫn ở bố còn đi vẫn ở dưới chỗ không cứ thả đi thả đi, dân đấy mình nhau, thì dân nó cứ bảo thế, cho mình hại nhau ấy kiểu. Nhưng đây mấy cái ông kia, ông ấy thấy xem lâu quá ông còn nói linh tinh. Đứng đây bị chán anh không? Được, chỗ đây được. Alo. Anh chưa chưa? Đang bên mặt sen. Đang ở bên mặt sen đang chuẩn bị vậy. Đã tí trên đồi rồi. Cứ cắm hồ đồ cơm rồi chào bà. Vâng. Mình xem một năm tặng. Ôi chết. Thank you.